Xin chào các bạn. Ở cái video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với mọi người một cái nội dung, đó là nên chọn cửa cuốn tấm liền hay là cửa cuốn khe thoáng nhôm. Thì câu hỏi này mình vừa nhận được từ một vị khách hàng ở phố Kim Giang của Hà Nội. Thì khách hàng có một bộ cửa tức là có ô chờ rồi, khoảng 10m2. Bây giờ quý khách muốn bên mình tư vấn là nên dùng cửa cuốn tấm liền hay là cửa cuốn khe thoáng nhôm. Thì sau đây mình sẽ xin đi vào cái phần đánh giá và tư vấn theo quan điểm của mình. Thì với mình thì cái cửa cuốn khe thoáng nhôm mình đang cầm trên tay, mình xin lỗi, cửa cuốn tấm liền mình đang cầm trên tay là cái mẫu cửa cuốn có phân khúc cửa cuốn giá rẻ. Có hai cái cách có thể vận hành là có thể kéo tay hoặc là có thể dùng motor đều được. Thì cái thời gian vừa qua mình khi mà mình làm việc ấy, thì đa số các khách hàng lựa chọn cửa cuốn tấm liền dùng cho ví dụ nhà kho, nhà xưởng hoặc là kiosk chợ. Có một số trường hợp thì khách hàng chọn cho nhà dân, tức là nhà của quý khách luôn. Cách vận hành thì tỷ lệ lắp kéo tay sẽ nhiều hơn là lắp motor. Vì vậy nếu mà chúng ta, cái nhu cầu của chúng ta sử dụng đơn giản, chỉ cần để kéo tay rồi là lắp ở kiosk, ở chợ, nhà kho, nhà xưởng, thì chúng ta nên lựa chọn cửa cuốn tấm liền, vừa mang lại cái giá trị kinh tế này, rồi là vì là kéo tay không liên quan đến motor, động cơ thì nó rất là bền, ít xảy ra trục trặc. Có xảy ra thì cũng chỉ xảy ra trên cái phần nan cửa thôi, nhưng mà cái tỷ lệ xảy ra trục trặc của cửa cuốn tấm liền kéo tay thì rất là ít. Còn cái loại thứ hai mình muốn nhắc đến là cửa cuốn khe thoáng nhôm. Cái cửa cuốn khe thoáng nhôm này thì chúng ta bắt buộc phải dùng motor tự động đi kèm. Vì thế nếu mà các bạn có cái cửa này thì sẽ nằm trong cái phân khúc mà có cái giá thành cao hơn này. Nếu mà chúng ta có cái nhu cầu, cái mức đầu tư chi phí của quý vị cho cái bộ cửa của nhà mình ý cao hơn, thì chúng ta nên lựa chọn cửa cuốn khe thoáng nhôm. Thứ nhất là về thẩm mỹ thì cửa cuốn khe thoáng nhôm sẽ đẹp hơn, rồi là nhìn nó có vẻ là đẳng cấp và tạo cái tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của quý vị hơn. Các trường hợp mà nên sử dụng cửa cuốn khe thoáng nhôm khi mà chúng ta xây nhà ở, rồi là văn phòng, hoặc là nhà chúng ta cho thuê này, vân vân, cơ quan này, rồi là cửa hàng mặt phố, khi mà chúng ta cần cái diện mạo nó lịch sự trang trọng hơn và cái mức đầu tư tài chính cao hơn, thì chúng ta nên lựa chọn cửa cuốn khe thoáng nhôm. Thì trường hợp mà khách hàng hôm qua mình vừa nêu ấy, thì do là nhà khách hàng xây để cho thuê nên là mình tư vấn là khách hàng lựa chọn cửa cuốn khe thoáng nhôm. Cái ưu điểm thì mình vừa nêu rồi, nhưng mà cũng có một số nhược điểm. Bởi vì cửa cuốn khe thoáng nhôm ấy thì chúng ta bắt buộc phải dùng motor đi kèm, nên là cái mà motor thì sẽ chạy bằng điện, nên là cái khả năng xảy ra trục trặc sự cố thì nó sẽ nhiều hơn khi mà chúng ta sử dụng cửa cuốn tấm liền. Như vậy cái video vừa rồi mình vừa muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta nên lựa chọn cửa cuốn tấm liền hay là cửa cuốn khe thoáng nhôm. Thì mình muốn nhấn mạnh lại là chúng ta sẽ lựa chọn tùy thuộc vào nhu cầu của quý vị cũng như là cái mức đầu tư tài chính cho bộ cửa của mình. Mình hy vọng qua cái video vừa rồi thì các bạn đã lựa chọn cho mình được một bộ cửa phù hợp. Quý vị muốn xem các sản phẩm về cửa cuốn, về chất nhôm thì các bạn hãy click vào đường link website mình để bên dưới phần mô tả của video. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại mọi người ở các video mới ạ. Mọi người.